Chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra. Để chuẩn bị cho kỳ thi, huyện Quốc Oai đã sớm chủ động triển khai kế hoạch, phân công các lực lượng chức năng, các nhà trường có điểm thi, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh, sẵn sàng tổ chức tốt kỳ thi trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, toàn huyện có 2.906 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn huyện dự kiến có 6 điểm thi đặt tại các điểm trường gồm Trung học phổ thông Quốc Oai, Trung học phổ thông Minh Khai, Trung học phổ thông Phan Huy Chú, Trung học phổ thông Cao Bá Quát, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, Trường Trung học cơ sở Sài Sơn. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện. 6 điểm thi đều đã chuẩn bị khá đầy đủ về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ kỳ thi, đáp ứng tốt các yêu cầu về mức độ an toàn của kỳ thi, đồng thời chủ động xây dựng kịch bản dự phòng khi xảy ra tình huống bất thường. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6. Để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất, thời gian qua, các nhà trường trên địa bàn huyện Quốc Oai thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch giáo dục, tổ chức ôn thi cho các học sinh, đảm bảo khoa học, phù hợp với đối tượng học sinh. Kết hợp với việc ôn thi trên lớp, với việc hướng dẫn học sinh tự học, tổ chức ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp. Tổ chức luyện đề giúp các em học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng làm bài, làm quen với các dạng đề mở. Để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, thời gian qua, huyện Quốc Oai đã khuyến khích nông dân đưa máy móc vào đồng ruộng phục vụ sản xuất, từng bước cơ giới hóa trong các khâu hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đến nay, trên địa bàn huyện cơ giới hóa sản xuất đạt 100% trong khâu làm đất, 80% thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, 7% diện tích cơ giới hóa khâu gieo mạ tự động, sản xuất mạ khay cấy bằng máy. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện có 738 máy sản xuất nông nghiệp, gồm 313 máy làm đất, 20 máy cấy lúa, 45 máy gặt đập liên hợp, 100% máy cắt cỏ, 250 máy phun thuốc bảo vệ thực vật động cơ xăng hoặc điện, 10 hệ thống tưới nước tự động cho cây ăn quả. Bên cạnh đó, huyện khuyến khích hỗ trợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất nông sản hàng hóa tiêu thụ sản phẩm cho nông dân tại các xã vùng bán sơ địa và vùng ven đáy. Đồng hành hỗ trợ cùng thanh niên lập thân lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quốc Oai chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tốt. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ, Việc làm và Hỗ trợ Thanh niên Hà Nội, Ban giám hiệu các trường, trung học phổ thông, tổ chức trên 30 buổi tư vấn tuyển sinh định hướng nghề nghiệp cho hơn 40.000 lượt học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên với tổng dư nợ đến thời điểm này là trên 32,5 tỷ đồng cho 796 thanh niên vay. Hội Liên hiệp Thanh niên huyện còn tham mưu cho Ban quản lý dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Quốc Oai xét duyệt hỗ trợ cho 26 thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ là trên 1,1 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 6, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 170 cán bộ là công đoàn cơ sở trong toàn huyện. Tại hội nghị tập huấn, cán bộ công đoàn đã được nghe lãnh đạo của Liên đoàn Lao động thành phố truyền đạt nội dung về tầm quan trọng của tổ chức công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở trong sự phát triển của cơ quan doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản về công đoàn Việt Nam, bối cảnh tình hình nhiệm kỳ 2023-2028, cơ hội và thách thức của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn cơ sở trong thời kỳ mới. Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức người lao động trong tình hình mới.